đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. Ok, xin chào các bạn. Thì đây là chiếc Ford Shelby GT500 độc nhất Việt Nam. Đấy. Chiếc này sử dụng động cơ hộp số là số sàn, rất là mạnh mẽ và rất ít khi ra đường. À, rất là đẹp mắt. Ở đây các bạn có thể thấy cái hai cái sọc trắng ở đây chạy dài từ đầu từ sau ra trước luôn. Đây là nóc xe ở đây. Xong xe đến chỗ này. Và xuống dưới đây luôn. Ở trên Ford Shelby GT500 thì xe sử dụng bộ mâm đa chấu SVT. Logo Shelby RT500 SVT. Này rất là hiếm khi ra đường. Theo mình được biết thì chia sẻ chủ xe thì một phần anh cũng muốn mang mẫu xe này ra đường tại vì động cơ nó quá mạnh. Số 1, số 2 đang tới 100 rồi nên là rất là khó điều khiển ở đường Việt Nam. Thì nói sơ qua về một chút về mẫu xe Ford Shelby GT500. Thì cái mẫu xe được ra mắt tại triển lãm Los Angeles 2011. Đây là cũng là chiếc Mustang cuối cùng mà Carroll Shelby tham gia phát triển trước khi qua đời. Và cũng là đánh dấu 20 năm thành lập của SVT, đội thiết kế đặc biệt của Ford. Nói một chút về động cơ thì Ford Shelby GT500 2013 sử dụng động cơ V8 siêu nạp, dung tích 5,8 lít, sản sinh công suất tối đa là 656 mã lực tại vòng tua máy là 6.500 vòng giây phút và mô men xoắn cực đại là 856 Nm tại vòng tua máy là 4.000 vòng giây phút, kết hợp cùng với hộp số sàn là 6 tốc độ. Shelby GT500 mất khoảng 3,6 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 m/h và đạt tốc độ tối đa là 325 m/h. Ok, xin chào các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn muốn xem theo dõi những cái video về những chiếc siêu xe Việt Nam, những chiếc xe như thế này nè, thì các bạn có thể follow kênh YouTube của mình cũng như là theo dõi trên fanpage của autopro.com.vn để đón nhận những cái thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn tới. Peace. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói năm là Versace, bên ngoài là